chuỗi, cú chuỗi, cú chuỗi, gạt thành rất hay, một cú dứt điểm của Lý Trung Hiếu. Xin chào anh em, hôm nay Lê Minh FC lại tiếp tục thi đấu giải Futsal phong trào năm 2020 Thành phố Hồ Chí Minh. Thì năm ngoái ở giải này Lê Minh FC đạt hạng nhì. Thì hôm qua là đã có một trận diễn ra tại đây giữa Lê Minh FC với lại Lý Nguyễn FC. Thì Lê Minh đã có chiến thắng 3-1. Hôm qua mình bận, mình không có quay được trận đó để cho anh em xem. Thì hôm nay là trận thứ hai của vòng bảng. Thì mình sẽ cùng ở đây điểm danh sơ qua xem là Lê Minh có sự tham gia của ai tại giải này nha. Thủ môn Chán Hói, số 8 Lý Trung Hiếu, ngôi sao trẻ Trương Minh Hoàng, số 17 Kiên Hai Gia, số 18 Nguyễn Tam Tấn Phát, Huỳnh My Lai, Trương Quang Phi, Phi Củi, Ngọc Lanh, số 15 Đỗ Kim Thái, em trai của Đỗ Kim Phúc, Phương Thiện, ây da, và đây Hoàng Quân, em trai của Kim Messi, Kim Messi version 2. Bầu tới và huấn luyện viên Chiêu Hồng Tài. Đây là thủ tục cho trận thi đấu này. Còn Kim Messi đợt này đá cho Đỉnh Phong FC rồi, không có đá cho Lê Minh trận này, giải này. Ủa sao đá Đỉnh Phong rồi không đá cho làm cốt rồi xong giờ xuống đá hỗ trợ. Ok. Giải này đội hình Lê Minh FC là không có sự xuất hiện của Kim Messi. Thì Kim Messi kẹt đá cho đội trẻ Lê Minh ở bên Đỉnh Phong FC. Chúng ta sẽ có những anh em đang chăm sân kia. Và trận thi đấu ngày hôm nay là giữa Lê Minh FC với lại KH Hiệp Luật Minh Anh. Trận đấu hôm nay thì thiếu sự có mặt của Đinh Đức Thành, Đinh Thành Phái Ca và Đinh Tuấn Thanh. Đinh Tuấn Thanh thì kẹt đi Tiền Giang, còn Đinh Thành thì về Cần Thơ ăn dỗ. Thì hẹn trận sau sẽ có mặt của hai anh em ấy. Còn một nhân vật nữa nãy giờ chưa xuất hiện. Tài ca Cái anh chàng mà áo sơ mi đang đi kia là Khánh Beo nha anh em. Khánh Beo giải này đá đội khác, không có đá Lê Minh FC, đá cho quận 11 thì phải. Đá xong rồi hình như là đang đi đâu đó, không biết có lại xem Lê Minh đá không. Rồi, trận đấu bắt đầu. Điểm của Tài Ca. Rồi,
dứt điểm của Ngọc Lành. Rất tiếc bóng bay hơi cao. Được điều động bởi Kim Messi. May quá, suýt tí là bị gỡ quà rồi. Tay của thủ môn Chiến Thối và ném bóng lên cho Taka. Rất tiếc Taka không thể nào theo kịp thời điểm được rồi. Bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn Chiến Thối. Chi hai giờ Taka lấy bật rất tốt, không được. Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 1-0. Một pha dứt điểm
thấy. Gạch bóng rất hay. Phương Thiện thì cứ dứt điểm chân trái. Lên banh rất tốc độ.
không có cú dứt điểm của Milan trong tình huống vừa rồi. Rất tiếc. Không có, không có phạm lỗi. Lên lên, Lý Trung Hiếu. Rất căng thẳng, rất căng thẳng mà nấu lửa. Và thái nước à, canh một trận ha. Còn ở đây, Tài Cá đâu? Được. Rồi Tài Cá đây. À, lai, vô chạy vòng đây nè. Vòng trước mặt luôn, thả đây gần lại xuống luôn. Cho, còn mà đứng đây, mà thấy nó bước chỗ lai đây nè. Thả Tài Cá, còn mà đứng cao. Thả vòng nhẹ đây nè. Ở đây thả một chạm, được cho, đơn giản. Cú dứt điểm ra sau lưng khung thành của Quỳnh Mỹ Lan. Hết giờ. À, trận đấu kết thúc với tỷ số là 1-1. Ok, vậy là kết thúc trận thi đấu thứ hai của Lê Minh FC tại giải Futsal Phong Trào Thành phố Hồ Chí Minh, thì kết quả là 1-1 của Lê Minh với lại Lục Minh Anh. Hello, nhớ like, subscribe kênh Thi nha. Yeah, cảm ơn em. Hiện tại là Lê Minh FC có 4 điểm, sẽ còn một trận thi đấu nữa để giành suất vào bán kết giải Futsal Phong Trào Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người nhớ đón xem nha. À, đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình nha. Chào, hẹn gặp lại.